Thưa đại chúng, hồi tuần rồi á, mình có nói tới những cái điều kiện của phước. Tất cả chúng ta ai cũng muốn mình có phước hết á. Mà nghe ai khen mình có phước mình mừng lắm. Ví dụ như mình mà được con nó thương, nó nói trời chị có phước quá ha. Mình có job làm mà ngon, ăn hip boss mà vẫn có tiền. Người ta khen có phước. Thưa đại chúng, thì nói chung là phước chúng ta ngồi đây ai cũng có hết á, không có không có ngồi đây đâu. Mình không có phước không có ngồi đây đâu, cho nên đừng không có cần phải lo là tôi không có phước. Và cũng đừng có complain là tôi không có phước, mình có phước hết á. Nhưng mà cái điều á là chúng ta chỉ có hưởng phước mà không có chịu tạo phước. Cho nên phước nó hết. Mình có phước hưởng nhưng phải tạo nữa. Cũng giống như mình đi làm, bỏ tiền nhà băng, được 100 ngàn cái nghỉ làm. Ở nhà đi chơi không thì chừng vài tháng thì 100 ngàn hết. Còn nếu như mình có tiền trong nhà băng, vừa xài tiền mà vừa vẫn đi làm thì tiền nó cứ có. Cho nên á, phước á, là mình đã có rồi, nhưng mình biết nhận cái phước đó để gầy tiếp. Cũng giống như mình làm da ua vậy đó. Mình lấy cái hũ cái mình làm ra da ua rồi xong rồi mình ăn, rồi mình lấy lại hũ nữa tiếp tục làm. Có nhiều người ta làm dưa cải đó, ta không cần phải làm nước mới đâu. Làm dưa cải mà cái nước đó ngon rồi, ăn hết rồi, rửa sạch cái cải mới đó, nhúng vô cái cải, cái nước cũ đó, ăn hoài mà cái nước càng làm càng ngon. Cho nên mình có phước, mình đang hưởng phước đó. Nhưng mà mình có tạo phước không? Rồi chưa nữa nè, có nhiều khi xài chưa nói đâu, còn phí phước nữa. Ví dụ như mình có ăn là có phước không? Nhưng mà ăn là phung phí, là tổn phước. Cho nên tổn phước và tích phước nó ở trong một cái tích tắc, ở trong một cái đường tơ. Ví dụ như mình đi chùa, mình làm công quả nguyên ngày, chà sáng giờ mừng lắm nghe, tôi tạo phước từ sáng giờ. Nhưng mà nổi lên cơn giận chửi ai đó, hằng học với ai đó, cái tổn hết hơn phần nữa rồi. Thật ra nhiều khi mình tạo phước nguyên ngày mà tới cuối ngày cái mình đổ mất hết, là vì mình không có biết kiệm phước. Cho nên phước á, nó có hai loại: phước vật rồi phước trí. Phước vật là gì? Là đời sống vật chất, cơm ăn, nhà cửa, quần áo, nói chung là cuộc sống vật chất của mình tốt, đó là phước vật. Nhưng bây giờ muốn có phước trí á, không có tu cũng có, không nghe pháp cũng có, không đọc sách cũng có. Ví dụ như có nhiều người giàu thiệt là giàu nhưng mà không chịu đi học thì đâu biết gì đâu. Thì người đó chỉ biết có cái phước vật mà không có phước trí á, thì không biết sử dụng cái phước vật. Cho nên là có phước mà mất. Ví dụ như bây giờ mình có tiền, không biết đầu tư, không biết làm ăn, không có trí tuệ để nhận diện làm gì, thì có tiền thời gian mất hết, nghe lời người ta dụ dỗ rồi cũng mất hết. Người có trí sử dụng phước vật. Rồi rốt cuộc cái gì quý? Phước vật hay phước trí? Phước trí mới quý. Quý vị biết tổ Đạt Ma đó, tổ mà gánh một chiếc giày mà các chùa hay thờ phía sau chùa, pha sau chánh điện á, thì tổ Đạt Ma đó là người con thứ ba của một ông vua. Vua này có ba vị hoàng tử và tổ Đạt Ma là người thứ ba. Thì một hôm nọ, tổ Bát Nhã Đa La đi vào trong hoàng cung theo cái lời mời của vua cha để mà thuyết pháp cho hoàng tử công chúa đồ nghe. Thế thì tổ Đắc Bát Nhã Đa La mới hỏi ba vị thái tử: ở trên đời này cái gì quý nhất? Thì người thái tử thứ nhất mới nói ngai vàng điện ngọc là quý nhất. Người thái tử thứ hai mới nói là hột xoàn kim cương là quý nhất. Thì tổ Đạt Ma là thái tử thứ ba mới trả lời, nói trên đời này trí tuệ là quý nhất. Thì ngài mà hỏi vậy tại sao nói là trí tuệ quý nhất? Thì tổ Đạt Ma mới giải thích, mới nói rằng á,
Nếu như trước mặt mình là một cái chén hột xoàn kim cương, nhưng mình không có trí thì làm sao biết nhận diện cái này là cái chén kim cương hột xoàn mà quý. Như vậy thì của tốt mà có, mà người không có trí thì cũng vẫn nhận ra nó là cái gì. Vậy thì trí tuệ mới quý chứ. Mà người có muốn cái trí đó đó, không phải tự nhiên mà được, mà phải do học và tu. Cũng giống như mình đi học nghề. Học nghề là một chuyện nha, mà hành nghề để rồi có sáng tạo về cái nghề đó mới hay. Và cái sáng tạo về cái nghề đó là trí tuệ đó. Còn mình đi học ở trong hãng mình á, ta chỉ sao về vậy, cái đó mới có trí thức. Trí thức là trí này do học thức mà có. Còn trí tuệ là do mình tu tập mà có. Mà muốn có được cái trí tuệ đó thì mình phải học Phật, mình phải học, rồi mình phải hành, rồi mình phải ứng dụng để cho cái trí đó nó sáng lên. Cũng giống như cái ly này, nhưng mà nếu chúng ta chỉ sử dụng nó mà chúng ta không chùi rửa nó thì lâu ngày cái ly này sẽ ố. Ví dụ mình đựng trà, đựng cà phê, để mấy ngày rồi chỉ cần uống xong cái trút ra cái tráng tráng nước vậy nè, ly mà tráng nước chừng 1 tháng 2 tháng sau là động bợn vàng hết. Phải lấy cái đồ chui đó thì cái bợn vàng nó mới sạch được. Có nhiều người uống xong cái ly cái tự nghĩ ly tôi đâu có làm gì đâu chứ. Uống xong lắc xong nó xin về rồi ốp lên. Vitamin không á. Cho mình muốn rửa cái ly nó sạch phải lấy tay, phải lấy cái đồ chui đó, rồi cái ly nó mới sạch được. Mà nếu như mà lỡ cái ly nó đóng bợn lâu ngày rồi đó, mình ngâm rửa cũng phải có cái đồ chui kỳ cọ nó mới sáng lên. Hột xoàn mà tao không vũa rồi sức mấy nó ra hột xoàn. Mà sở dĩ mà nó chiếu là tại sao người ta lấy cái đồ vũa, người ta vũa nó có khía có cạnh vậy nè, để nó ra ánh sáng nó mới chói rồi lên. Còn không thì cái cục đó là cục hột xoàn mà ta để nguyên, người ta không vũa mài vậy thì nó cũng lại là cục đá thôi, chúng có vậy. Cho nên ngọc kia chẳng vũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có ích gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Một người mà muốn được thành công là giỏi, người đó phải được sự dũa mài. Một con người mà người ta thành công được là tại vì cuộc sống đã cho người ta nhiều cái thử thách. Con người đã lớn lên và có được nhiều cái hiểu biết, nhiều cái thông minh. Cho nên cái người mà có trí, khổ đau họ cũng không cho là khổ đau, mà họ nhận ra đây là một bài học. Họ nhận ra đây là một cái bài pháp cho cuộc đời mình. Cho nên có lần Pháp Hòa gặp một Phật tử, cái vị này mới nói với Pháp Hòa là đời tôi không biết khổ là gì. Pháp Hòa nói cô phải nói lại nha, nếu mà giỏi lắm là chưa khổ, chứ không thể nói là không khổ. Chưa thôi, tại giờ còn trẻ đó, ăn còn ngon, răng chưa rụng, mắt chưa mờ, lưng chưa đau thì mới không nói là không khổ, phải nói là chưa khổ. Đấy, chừng bắt đầu 50-60 tuổi lên rồi biết. Đâu cần phải nói 50-60 đâu, cái sứ mệnh đây là chừng 40 là bắt đầu rượu rồi. 40 mấy vô 50 tuổi là bắt đầu rượu rồi. Hồi xưa mình ngồi nhậu nguyên đêm không thấy mỏi nha, mà giờ lên chùa ngồi tụng kinh nửa tiếng xong mệt quá. Tại vì tới cái lúc mà vô chùa là lúc hỡi ơi rồi đó. Lúc mà chịu vô chùa là lúc xuống rồi, xuống dốc rồi, mà xuống tới dốc rồi, xuống tới đất rồi đó. Mệt lắm. Vậy bây giờ mình như vậy thì cái khổ là gì? Khổ là khi những cái gì nó khó chịu ở trên thân tâm của mình. Ví dụ như bây giờ á, mình ngồi chéo cái chân lại chừng 15 phút lỡ đau. Ngồi giữa tường mà cũng đau. Có nhiều người bệnh á, ngồi lâu cũng được phải đứng, đứng lâu cũng được lát phải ngồi.
Rốt cuộc rồi lúc trẻ đứng ngồi không yên, lúc già ngồi đứng không vững, cả đời khổ. Trẻ thì lăng xăng, kêu đứng ngồi không yên là do mình lăng xăng công việc, mà tới hồi già rồi á, hết việc để làm. Nhưng mà lúc này sao phải không? Bây giờ bắt đầu tới thân thể đứng ngồi không yên. Đứng ngồi phải ngồi, ngồi ngồi phải đứng. Ngồi thẳng ngồi cái ẹo, ẹo ngồi cái phải thẳng. Cho nên rồi á, nếu mình nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì mình có khổ chứ. Đói mà không có ăn là khổ rồi, mà ăn mà không đúng món mình thích cũng khổ rồi. Ăn mà không có ớt là bắt đầu cũng khổ rồi. Mình thích ăn nóng mà cho mình ăn nguội ngắt cũng khổ rồi. Cái món này ăn lạnh mà đưa nó nguội ngắt rồi ăn cũng khổ rồi. Chưa nói mình thấy người ta có cái đó, mình không có cũng khó chịu lắm mà. Nhiều thứ lắm. Cho nên cái vị này nghĩ khổ là ai phải làm mình khổ chứ. Thật sự ra trong cuộc sống của chúng ta, đã là con người sống trong cõi đời này thì khổ là một phần của kiếp người. Nhưng mà chữ khổ nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta không bằng lòng, không chấp nhận, nó khổ tăng, nó tăng cái khổ lên. Còn ví dụ mình đau chân là khổ phải không? Nhưng mình chấp nhận tuổi già phải đau chân, đó là một sự thật, thì tự nhiên nó cái khổ nó dừng ngay đó. Bất quá là khổ cái thân mà không khổ cái tâm. Còn mình không chấp nhận nữa là khổ thân khổ tâm luôn. Rồi giờ để cho mình nhẹ cái khổ đó, đau chân mà đỡ lắm, tôi có bác sĩ có thuốc. Cho nên khổ là nghiệp bệnh, nhưng mà có phước ở xứ này. Cho nên mình hôm nay mình nói tiếp của kỳ trước á, là cái cách mình dụng phước. Dụng phước nghĩa là chúng ta có cái phước và chúng ta sử dụng cái phước mình như thế nào. Cũng giống như tất cả chúng ta ở đây, chúng ta có được công ăn việc làm, có nhà ở, nói chung là mình có. Chẳng những có những người có một mái gia đình ấm êm, nhưng mà không có biết quy, không có biết nhận diện được cái hạnh phúc đó mình của mình, và cảm thấy cuộc sống mình nó bình bình, cứ làm cho nó bất bình. Bình thường không chịu làm bất thường. Rồi ai hỏi lúc này có, khi mà biến cố xảy ra thì nói trời ơi, tôi muốn bình thường mà sao không được. Người mình chịu không nói. Chúng sanh là phức tạp nhất, con người là phức tạp dữ lắm. Lúc khó khăn thì nói trời ơi, tôi chỉ muốn bình thường, mà lúc bình thường nó chán nhất. Thật ra lúc nào mình cũng muốn từ tâm thân của mình, cuộc sống của mình. Vậy thì bây giờ cái phước hồi nãy Pháp Hòa thưa đó là phước vật và phước trí. Phước vật là cái phước mình đang có cuộc sống hàng ngày. Phước trí nghĩa là cái trí tuệ. Mình có phước lắm mình mới có được sự học hỏi, có được sự hiểu biết. Vậy thì chúng ta dùng cái hiểu biết đó để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống này. Ví dụ như mình có một sức, một cái thân thể tốt, đó là phước. Nhưng mình có đủ hiểu biết để nhận diện sử dụng cái thân này sao không? Có nhiều khi trẻ nhưng mà không biết sử dụng, hút thuốc uống rượu quá nhiều thì bắt đầu bệnh. Vậy là mình có cái phước, có thân mạnh nhưng mà không biết dụng nó, phải không? Rồi ví dụ mình làm có tiền mình không biết sử dụng. Thành thử ra phải có phước trí để dụng cái phước về thân, về vật chất. Cái đó gọi là dụng phước hay là xài phước. Nhưng mà trong khi mình xài mình tạo tiếp nha. Ví dụ như một tháng mình ăn mặn 28 ngày, mà nếu mình ăn gà, ăn vịt chưa thích, mà ăn cá cơm, ăn mấy con cá nhỏ nhỏ đó, một bữa ăn của mình không biết bao nhiêu con. Rồi bây giờ, ví dụ bây giờ mình tạo phước lại, thôi giờ tháng mình đã 28 ngày mặn rồi, thôi giờ mình ăn 2 ngày chay, tạo phước một chút. 28 ngày kia mình tạo nghiệp sát sinh nhiều quá, giờ mình ăn chay. Rồi ăn quen rồi dần dần ăn thêm 3 ngày, 4 ngày, đó tạo phước về cái ăn. Rồi ví dụ mình đi làm mình có tiền, mình giúp cho người nghèo, cúng chùa, làm phước, vân vân. Cái đó là mình tạo phước.
Cho nên mình ví dụ như Pháp Hòa có hôm tuần rồi mà nói quý bác ở đây nè, tháng nào cũng lãnh ngàn mấy nè, là quý vị biết là cái tiền mình nhận được á là tiền thuế của người đi làm. Trong đó có con mình, có người thân mình, nhưng mà cũng có người khác nữa. Rồi mình mà bệnh, mình vô bệnh viện mình nằm á, một ngày mấy chục ngàn đô, nằm tháng là biết nhiêu tiền, nằm năm biết bao nhiêu tiền, chưa nói là giường chổng đủ thứ hết. Chà, nếu suy nghĩ là mình dụng phước nhiều à. Nhưng đừng phí nó. Và nếu có nữa, ở đâu mình có phương tiện trợ giúp, giúp trong cái khả năng của mình để tạo phước tiếp. Chứ nếu nó không, tại Canada thiếu nợ tôi, Canada phải trả. Nhưng mà nếu mà mình có được cơ hội mà đòi nợ, mà đòi over, mà đòi quá đó, thì sao? Thì mình phải trả ngược lại. Mình phải trả ngược lại. Ở xứ này nó ngộ vậy, là mình thiếu một đồng, người ta cũng đòi, đòi chứ mình móc một đồng mình trả thôi. Mà dư 10 cent họ cũng sẽ trả lại cho mình. Nghĩa là nhà văn ở đây họ rất là thẳng như vậy. Thì cái nhân quả nó cũng thế. Mình thấy ai tốt với mình đừng có đòi quá, đòi vừa chừng thôi, vậy thì đòi lâu dài. Mà đòi quá nhiều thì người ta trả mau hết. Mà mau hết thì người ta với mình chấm dứt. Hết nợ thì người ta đi, sống nhau nợ không chứ gì đâu. Trả nợ cho nhau chứ gì đâu. Cho nên nếu người đó mà trả cho mình, đòi cũng vừa chừng thôi. Cũng phải cho người ta hạnh phúc, vui vẻ để người ta tiếp tục ta trả nợ cho mình. Cho nên Pháp Hòa hay khuyên quý vị đó, mình mà được một người chồng, một người vợ mà chăm sóc lo cho mình đó, đừng có đòi quá đáng. Phải làm cho người đó hoan hỷ vui vẻ. Đó là khôn á. Đòi nợ lâu dài để cho con nợ hạnh phúc trả nợ cho mình. Nhưng mà thật sự ra trên cái nhìn đó, và chúng ta cũng đang tạo phước cho nhau. Đó là mới gì vật chất thôi nha. Rồi bây giờ tạo phước trí cho nhau là gì? Khuyên lẫn nhau trên con đường tu tập. Cho nên Pháp Hòa mà thấy mà ai mà đồng vợ đồng chồng mà đi chùa, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng những vị đó đang làm gì? Đang làm bồ đề quyến thuộc, cùng tiến bộ trên con đường chuyển hóa. Nó có cái sự quân bình. Mình nói ví dụ ở ngoài đời cũng thế. Ví dụ như chồng thích đi chơi mà vợ không thích đi thì lúc nào nó cũng có cái sự chênh lệch. Cái feeling, cái cảm giác nó cũng thấy vậy. Thì tu tập nó cũng vậy. Ví dụ như giờ vợ thích nghe pháp, chồng không thích. Mà mỗi lần mà vợ mở lên mà thấy ổng về cái tắt. Thì nó cũng có cái gì đó, nó chưa có quân bình, nó chưa có ngang như bằng với nhau. Thành nữ ra nếu mà đồng lòng vợ chồng mà đi chùa là mình biết mình có phước đó. Chứ không phải bình thường đâu. Mình có phước đó. Rồi ví dụ giờ ổng ít đi, thỉnh thoảng cũng đi, nhưng mà ổng cũng support cho mình đi, ổng ủng hộ cho mình đi. Mình biết mình cũng có phước đó. Cho nên nếu mà cứ phiền não hoài, sao tôi cũng có phước là không đúng. Phải hoan hỷ, phải vui vẻ là tôi có phước. Nhưng mà có điều là tôi chưa có đủ tuệ giác để tôi nhận cái phước ra làm sao, sử dụng cái phước ra làm sao. Ví dụ mình trên đường đi chùa, đi con mình cũng nhiêu đó xăng, chịu khó tấp vô đón một vài bác cùng con đường với mình. Cũng nhiêu đó xăng, cũng nhiêu chuyến đi mà bưng được ba người tới nữa. Có phước. Đi mình thì cũng phước, mà chở thêm ba người tăng ba cái phước lên. Mà nó khổ cái lúc mình bệnh mới nguyện không à. Con mà nguyện con khỏe kỳ này con đi chùa. Con mà nguyện mà con khỏe là kỳ này con đi công quả, con đi làm gì đó. Nhưng mà cái lúc bình thường mình khỏe, mình đâu làm, mình đâu nghĩ tới đâu, mình nghĩ chuyện khác. Không? Cho nên có phước nè, tạo phước nè, giữ phước nè, phí phước nè, dụng phước. Vậy thì chúng ta quán chiếu lại, coi chúng ta đang dụng phước mình như thế nào. Rồi bây giờ nếu muốn có được cái phước đó đó, trước hết chúng ta phải tập bố thí. Bố thí là đứng đầu trong các phước. Thưa đại chúng, Bồ Tát mà muốn thành Bồ Tát cũng phải bố thí. Hay là tu hạnh Bồ Tát phải bố thí.
Mà bố thí nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta ban cho. Mà cho nó cũng có nhiều thứ để cho lắm. Cho bậc thượng, cho bậc trung, cho bậc hạ. Cho bậc hạ là tài tiền của nè. Cho bậc trung là, cho bậc trung là gì? Là thân thể của ta. Cho bậc thượng là cho trí tuệ, cho hiểu biết. Ở trên đời á, có những người á, người ta cần cơm ăn áo mặc. Có những người á, người ta không có cần cái đó, mà người ta nhiều khi người ta cần một ống máu, một người ta cần một cái thận, người ta cần một lá lách, ví dụ vậy. Mà người nào mà cho được cái đó đó, có nhiều người trên đời người ta bệnh, người ta cần thay gan, thay thận, mà ai cho được, hoặc là máu mình tương đồng mình cho được, thì đó là cũng là bố thí. Còn có nhiều người, người ta cho người nghèo quần áo, cơm ăn, cũng là bố thí. Nhưng mà ngược lại có những người, người ta không khổ cơm ăn áo mặc, người ta không khổ về vấn đề sức khỏe, mà người ta khổ tâm hồn. Mình nói sao cho ta nghe, để lòng người ta nhẹ nhàng, để người ta chấp nhận được. Đó là bố thí pháp. Cho nên đừng có nghĩ rằng bố thí tiền của cho người nghèo mới kêu là bố thí, còn các thứ khác là xa xí. Không phải đâu. Ở trên đời có những người, người ta tạo phước nó ngộ lắm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như vậy mình nói, tại cần chi phải xây chùa làm tượng, người ta nghèo đói thì không cho. Nhưng mà cũng có những người, người ta đâu có thèm cho ai đâu, người ta cho casino hết. Sao mình không nói? Dám nói à? Thành thử ra mỗi trên mỗi người, người ta khổ một cách và người ta cần một cái khác. Ví dụ bây giờ mình nhìn tượng Phật, mà mình nhìn bức tượng Phật, tự nhiên cái tâm mình khởi lên, ồ, Đức Phật đẹp quá. Cái miệng mình nói được chữ Phật, và cái tâm ý mình khen được Đức Phật, đó là phước. Thật ra có những chúng sanh đó, người ta nhìn tượng Phật người ta phát tâm. Cho nên có những chúng sanh, người ta nhìn một người tu, người ta khởi tính tâm. Cho nên ông thầy tu phải trang nghiêm. Thầy tu mà trang nghiêm mà đạo mạo, cho chúng sanh người ta nhìn, người ta khởi cái tính tâm, người ta phát tâm, người ta tu, mình cũng có phước vậy. Cho nên mình đi vô trong nhà vệ sinh, mình láo chùi xong để ta vô, ta thoải mái, ta không có khó chịu, cũng có phước. Rồi mình xài một cái ly, mình biết rằng mình còn ở đây, mình sử dụng tới chiều này, giữ cái ly đó lại, chứ không phải là rút cái uống xong bỏ vô thùng rác, lát nữa kiếm cái ly khác. Mình ở đó 5 tiếng đồng hồ, mình xài hết chục cái ly. Tại vì mình lát đó mình phí cái phước. Mình vừa phí cái vật mà vừa phí cái phước. Cho nên bố thí cũng có nghĩa là chúng, cái cách sống của chúng ta không có làm tổn hao cái khác, cũng là phước. Ví dụ mình nói một câu nói mà không làm cho người ta tổn thương là bố thí pháp. Mình không nói được cho người ta nghe lời lành thì cũng đừng nói những lời bất thiện để cho người ta tổn thương đau khổ. Cũng giống như mình không có khả năng cho thì cũng đừng ăn cắp. Cái đó mới kêu là tu chứ. Cái đó gọi là lánh giữ làm lành đó. Lánh giữ là không ăn cắp, làm lành là mình cho. Thầy Thế hay nói, ví dụ bây giờ lỡ mình không có tiền cho ai, đừng ăn cắp. Mình không biết khen người ta, nhưng mà đừng chê. Còn đằng này khen không có, mà chê mà chẳng bao giờ làm. Người khác làm thì chê, mà tới phiên là hỏi chịu làm không không. Thành thử ra mình không có đóng góp, không có khởi được cái tâm thiện ở trong ta. Cho nên cái đó đó, mình không có phước trí. Nhận diện ra cái gì? Bây giờ một cái đầu tiên là bố thí. Bố thí là mình cho, mình giúp. Mà bố thí nó có nhiều loại bố thí. Bố thí tiền của, bố thí cơ thể mình, như cho máu, cho gan, cho thận. Giống như có nhiều người á, người ta ký giấy hiến xác. Người ta ký giấy là lỡ tôi có
mất đi bằng một lý do nào đó, mà cơ thể tôi sử dụng được bất cứ cái gì mà có thể cho người khác, tôi sẵn sàng. Mình ký cái giấy đó, mình cho hiến nội tạng, đó là bố thí. Cái đó gọi là nội tài. Ngoại tài là tiền của cơm áo, nội tài là cho cơ thể mình. Còn pháp tài là mình cho người ta lời hướng dẫn, cho người ta nhẹ lòng. Có nhiều khi á, trong cuộc sống người ta khổ quá, người ta mất cái định hướng. Mình có một cái nhìn, mình chỉ dẫn cho người ta. Mình không bắt người ta phải theo ý mình, nhưng mình khai mở cho người ta một vài cái ánh sáng để người ta thấy. Cái đó gọi là bố thí pháp. Cho nên nhiều khi á, mình không cho được người ta tình thương thì cũng đừng làm cho người ta tổn thương bằng lời nói của mình, bằng hành động của mình. Cũng là bố thí. Có nhiều khi mình nhìn người ta làm cho ta khó chịu, mình nhìn người ta làm cho ta khó chịu, cho mình phải tập như Đức Bồ Tát kia: con nguyện xin nhìn mọi người bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm xoa dịu khổ đau trong lòng người. Quý vị nhớ, mỗi khi mình buồn, mình khổ, mình tới mình đứng trước tượng Phật, nhìn Phật ngồi, Phật đâu có nói gì với mình. Nãy giờ mình nói không à, Phật chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà cái ánh mắt của bức tượng đó, cái nụ cười của bức tượng đó, cái thân tướng đoan nghiêm của bức tượng, tự nhiên làm cho tâm mình dịu xuống, lắng xuống. Mình cảm nhận được là nãy giờ mình báo cáo hết rồi đó. Mình báo cáo khổ của mình với Bồ Tát Quan Âm rồi đó. Cho nên nhiều khi mình đứng, thật ra cái tượng đó không làm gì đâu, nhưng mà cái hình dáng, cái biểu tượng đó có công năng làm cho tâm mình dịu. Cũng giống như mình đi chơi ở đâu mà có bác sĩ đi theo là yên tâm rồi, mặc dù không có bệnh gì cả, không chữa hết đó. Nhưng mà đi mà có người nào biết thuốc men là tự nhiên mình cảm nhận được một sự an toàn. Cũng hoặc là mình đang lái xe, người kia không lái nhưng mà có người thứ hai ngồi bên cạnh mình, mình cũng cảm nhận, cũng cảm giác đỡ lo. Nó hay lắm. Chứ cái người bên cạnh mình đã có, cũng có công năng. Mình cũng có thể làm một người thứ hai để an ủi, để giúp đỡ. Chứ có một vị mà nói, khi bạn cần người khóc, bạn có thể gọi tôi. Tôi không dám hứa làm cho bạn nín khóc, nhưng tôi có thể cho bạn mượn bờ vai để bạn khóc. Khi bạn buồn, bạn cần người tâm sự, bạn gọi tôi. Tôi không hứa tôi có thể làm được gì cho bạn, nhưng có một điều tôi có thể hứa là ngồi đó lắng nghe bạn nói. Tại trên đời có những người á, người ta không có chịu nghe, người ta thích nói thôi. Và có những người ta nói hai ba câu là chặn ta, là thôi được rồi, đủ rồi, tôi biết rồi. Thật sự không bao giờ người ta có cơ hội ta nói gì hết trơn, tại cái gì mình cũng biết hết. Nhưng mà hỏi là mình, họ biết không? Hết biết. Cho bố thí. Thứ hai là trì giới. Trì giới tức là mình giữ giới, giữ những cái đạo đức. Chữ giới được dịch nghĩa là đạo đức. Cho nên thường thường chúng ta hay dùng cái chữ đạo đức á. Đạo là con đường, mà chính con đường này dẫn mình để có được cái đức, cái hạnh. Cho nên người có đạo mới có đức. Chứ ai hỏi mình đạo gì, cứ thẳng thắn, tôi là đạo Phật, tôi đạo Chúa, chứ không nói tôi không có đạo. Người không có đạo là không có đức. Có đạo chứ, ít nhất cũng đạo làm người, chứ sao không đạo được. Chứ mình có đạo. Thậm chí có người nói tôi đạo ông bà, nghĩa là tôi biết kính trọng thờ phụng ông bà. Nhưng mà một khi mình thờ phụng kính trọng ông bà, nghĩa là mình trở về được với nguồn cội. Trở về nguồn cội là mình trở về được với nội tâm. Cho nên á, chúng ta thờ cúng ông bà là một hình ảnh rất đẹp. Đó là cái hình ảnh để chúng ta trở về với cội nguồn. Không cúng quải gì nữa hết là quên hết, mất hết. Cho nên một năm mà cúng cái giỗ một lần đó là một nhắc nhở chúng ta trở về với nguồn cội. Con cháu mình trở về với nguồn cội.
Quý vị thấy có những vị tổ mất cả trăm năm chúng ta vẫn làm dỗ, tổ nào nữa về mà ăn. Nhưng mà không có cái đó, cháu con đâu có cơ hội quay về, không có cơ hội nhắc nhở cội nguồn, thì con cháu quên hết. Quý vị, tất cả chúng ta ngồi đây có thở không? Có thở không? Có. Nhưng có bao giờ biết mình thở không? Không. Mà cũng chẳng bao giờ lo nữa, tôi còn thở không ta? Chỉ lo gì không? Nhà bán tôi còn tiền không? Tôi còn này còn kia, mà quên một điều là tôi còn thở không? Tại vì còn thở là còn sự sống, hết thở là cái gì cũng hết. Mà chúng ta lại quên cái gốc, cứ chạy theo cái ngọn. Mà cái gốc là hơi thở của chúng ta. Cho nên mình biết chăm sóc hơi thở mình, nghĩa là chúng ta biết chăm sóc trở lại thân tâm của mình. Mà thân tâm của mình được ổn định thì cuộc sống mình ổn định, người thân gia đình mình ổn định. Thôi mình sinh hoạt tới đây thôi, tuần sau mình nói tiếp.